Mua sẽ mua được em này với giá là 450k. Chào tất cả mọi người, xin chào mọi người. Buổi sáng hôm nay kho bên em có về được một lô máy xay của Apple, hàng thanh lý xả kho. Em mà quên cho mình cùng xem ạ. Máy xay sinh tố Apple, mã là HFB152TW, là thiết bị nhà bếp đa năng mà mỗi gia đình nên có. Máy có thiết kế gọn nhẹ, vừa vặn với mọi không gian bếp. Thân máy là bằng nhựa. Máy gồm một cối chính, dung tích là 1,5 lít và một cối phụ để xay hạt. Mà có thể xay một lượng lớn thực phẩm hoặc chế biến đồ uống cho đủ gia đình từ 3 đến 4 người chỉ trong một lần xay. Với thiết kế 4 lưỡi dao sắc bén làm từ thép không gỉ, Apple HFB152TW không chỉ xay nhanh mà còn rất dễ dàng vệ sinh. Công suất mạnh mẽ với 400W giúp bạn dễ dàng xay nhuyễn mọi loại trái cây từ mềm đến cứng như là chuối, dưa hấu đến cà rốt, mang đến những ly sinh tố tươi ngon và bổ dưỡng. Chúng ta có thể điều khiển máy với 2 chế độ là 1 và 2. Ngoài ra còn có chế độ xay nhồi. Với em máy xay Apple này, bên ngoài thị trường đang bán với giá là 900k. Nhưng với chuyên từ Hà Nội, mọi người sẽ mua được em này với giá là 450k, giảm 50% so với bên ngoài thị trường, mà còn đầy đủ chế độ bảo hành. Anh chị nào mà đang quan tâm đến máy xay Apple, hàng thanh lý đầy đủ bảo hành, thì liên hệ ngay cho bên em hoặc mọi người đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.